Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh thìn, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh Bạch Lạp Kim, ngày canh thìn tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Bạch Lạp Kim, kỵ tuổi, giáp tuất, mậu tuất, ngày thuộc hành kim khác với hành mộc đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày thìn, lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân, thành thủy cục, sông với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất xỉu và ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thụ Tử xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Phụ Đầu Giát kỵ về khởi công, động thổ, sao Tam Tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao độc hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng tây nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn nâng đỡ cho nên bạn tuổi tí trải qua một ngày làm việc rất chi là hiệu quả và thuận lợi bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu và kế hoạch mà mình đã đặt ra chỉ cần bạn quyết tâm và giữ được tinh thần lạc quan không sợ khó khăn bày ra trước mắt trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, kinh tế cũng có thể đưa ra được những quyết định về đầu tư khá chi là chính xác trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, bạn mệnh tuổi tí còn có được cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác đáng tin cậy giúp ích cho tương lai của cả hai bên. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Tý cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình. Nếu có xích mích xảy ra, thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau, chứ không nên có tình lờ đi mà chờ người kia xuống nước trước về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc tiến trị theo đúng như kế hoạch tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy dự vững quyết tâm và tinh thần lạc quan tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên cố tình lờ đi những xích mích trong chuyện tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 4 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi sửu đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi cái điều này làm cho bạn tuổi sửu dễ gặp phải những điều không như ý muốn xảy ra bạn mệnh tuổi sửu có thể thấy thất vọng chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc khó khăn với bạn tuổi Sửu, bên cạnh việc nghiêm túc với công việc mà bạn đang làm thì bạn cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình, bởi rất có thể họa chính là kẻ niếm đá giấu tay phá khiến cho công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi sửu là tốt nhất là nên bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề không nên nóng nảy chủ động gây hấn với những người khác hoặc nghĩ tới việc bộ cuộc dựa chừng bạn chỉ nên nghỉ ngơi chốc lát để lấy lại tinh thần cho tốt hơn rồi tiếp tục công việc của mình về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim công việc gặp nhiều trở ngại bất ngờ tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên quá buồn bã chán nản tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa cần phải cẩn thận kẹo kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình tử vi tuổi tan sửu thuộc mệnh thổ cố gắng vượt qua trở ngại thách thức tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc hãy lấy lại tinh thần để sẵn sàng đối diện với khó khăn Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ Sáu này: Sự nghiệp 3 sao, Tài lộc 4 sao, Sức khỏe 4 sao, Tình cảm 4 sao, Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. tử vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh bạn là người rất thông minh và linh hoạt bạn có cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau điều này dễ dàng gây được ấn tượng tốt không chỉ là đồng nghiệp mà còn cả cấp trên của bạn nữa Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, bạn cần phải học cách hợp tác với mọi người, không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ làm việc độc lập, đôi khi làm việc với người khác khiến cho bạn không thể phát huy hết khả năng của mình. Nhưng có nhiều lúc nhờ có tập thể, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy rất có thể với bạn tuổi dần đang nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái đang có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải cố gắng lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có cách xử lý linh hoạt với nhiều tình huống khác nhau. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi mạo dần, thuộc mệnh thổ, nên học cách hợp tác với mọi người trong công việc. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, tập thể sẽ giúp cho bạn đạt được thành công ngoài mong đợi. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên lắng nghe và thấu hiểu cho con cái của mình hơn. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội cái điều này làm cho bạn tuổi mão nhận ra những kế hoạch được thực hiện từ trước đó của mình đang có được những bước tiến trị bền vững và nhanh chóng vì lý do này bạn mệnh tuổi mão càng lúc càng tự tin và quyết đoán hơn Ngày này, bạn tuổi mạo rất có thể sẽ có được vận quý nhân xuất hiện để giúp cho bạn chỉ ra đường hướng khắc phục những vướng mắt trước mắt cũng như là đưa ra những định hướng cho tương lai. Và sau khi vượt qua được những khó khăn với bạn, sẽ thấy được con đường sự nghiệp của mình hanh thông và thuận lợi hơn rất nhiều. Ngày này với bạn tuổi mạo lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần phải thống nhất ý kiến với nhau, chứ không nên mọi người một ý ai làm việc nấy như bây giờ. Đôi bên cần phải điều chỉnh lại, vun viến nhường nhịn nhau để dung hòa trong mối quan hệ với nửa kia về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tự tin hơn vào khả năng của mình tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có cơ hội gặp gỡ được quý nhân tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ kế hoạch đề ra phát triển thuận lợi tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tìm ra định hướng cho tương lai tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim vợ chồng không nên cãi cọ chiến tranh lành Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh da trời màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi thìn tuổi tốt tử vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thìn đang có điểm báo phải trải qua một ngày, đang có sự cứng đầu và cố chấp do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình gây ra. Bạn tuổi thìn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc của mình đang làm và không muốn hợp tác với người khác. Bạn đang có xu hướng tự tách mình ra khỏi tập thể, ra khỏi đám đông. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Thìn, bạn cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình. Cho nên, dù bạn có đạt được thành tích cao, người khác cũng cảm thấy ia dè, dè chừng khi tiếp xúc với bạn. Và với bà tuổi Thìn đừng có vô tình biến môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết như vậy ngày hôm nay với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thìn là cần phải nhìn nhận lại vấn đề trước mắt thật rõ ràng không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai đừng có luôn cho rằng người khác mới sai còn mình là đúng như vậy về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có sự cứng đầu, cố chấp trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có xu hướng tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nhìn nhận vấn đề trước mắt một cách rõ ràng. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước người có kinh nghiệm. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho những bạn đang ở những vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối do đồng nghiệp và cấp dưới gây ra. Bạn cần phải thật bình tĩnh để có phương án giải quyết chính xác nhất chứ không nên vội quy trách nhiệm cho bất cứ ai. Và ngày này, đối với những bạn làm nhân viên thì cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên khép mình trong thế giới riêng. Bạn nên học cách làm việc theo nhóm, không chỉ bởi đây là xu hướng của thời đại mà còn là để cải thiện hiệu quả công việc hơn nữa. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, bản mệnh đang có được một ngôi nhà khá chi là yên bình, gia đình là chỗ nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi, chỉ cần về đến nhà sau khi cảm thấy, nhìn thấy con cái của mình là bạn đã cảm thấy thoải mái, tự nhiên hơn rất nhiều. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tốn nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ cởi mở hơn với mọi người, không nên khép mình trong thế giới riêng. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên vội vàng đổ trách nhiệm cho bất cứ ai. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đừng có để cho người khác cố cớ chê cười mình về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ Vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cái điều này làm cho bạn đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao rất chi là tốt đẹp. Với bạn tuổi Ngọ bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Bạn cũng tin rằng nếu như mình có gặp khó khăn, mình chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Trong gia đình, bạn mạnh tuổi ngọ luôn quan tâm tới nửa kia, cho dù bạn đang có ý kiến trái chiều với đối phương thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay là nặng lời với nhau. Và cứ duy trì được tình cảm như thế này, hai người có thể cùng nhau vượt qua được mọi sóng gió trong cuộc đời nữa. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là đây là một ngày tốt để cho bạn làm tất cả mọi việc. Vì vậy, nếu như bạn đã có kế hoạch trong ngày hôm nay thì nên thực hiện ngay, tránh chần chừ do dự để lỡ mất cơ hội tốt tới với mình. Trong ngày hôm nay, nếu như bạn xuất hành đi xa, cũng nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam sẽ giúp cho công việc của bạn được gặp nhiều may mắn. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, vợ chồng đồng lòng vượt qua được sóng gió. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, thích hợp để ký kết hợp đồng, xuất hành. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, thứ 6, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi mùi rất có thể phải đối diện với nhiều điều không mong muốn xảy ra trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi mùi, nếu như trong ngày này phải tham gia thi cử hoặc là ứng tuyển thì bạn cần phải chuẩn bị cho thật kỹ càng, cẩn thận, tránh mắc phải những sai sót không đáng có xảy ra với mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, bạn cũng cần phải rèn luyện tính làm việc có kỷ luật, đặc biệt là nếu như đã đi làm, bạn không thể chỉ làm việc dựa theo cảm tính của mình. Bạn hãy thuân thủ các quy định của tập thể nếu không muốn bị cấp trên đánh giá là không tốt hay là bị khiển trách. Và trong ngày này với bạn tuổi mùi, nếu như bạn đang có ý định xuất hành đi xa, thì bạn mạnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn trong công việc gặp nhiều may mắn, nếu như việc ký kết hợp đồng làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn trong tương lai. Vai tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, chú ý làm việc khoa học có giờ giác cụ thể, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không nên chỉ làm việc thiêu cảm hứng. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tuân thủ những quy định chung của tập thể. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ sẵn sàng tinh thần đối diện với những điều không mong muốn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc cần phải cẩn thận nếu tham gia thi cử hoặc là ứng tuyển. Vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 1, số 2 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cho nên bạn làm việc vô cùng là hiệu quả và có trách nhiệm. Bạn mạnh cảm thấy rất hào hứng hơn hẳn những ngày bình thường vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Bạn cũng nhận ra được mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh và sự đánh giá cao của cấp trên nữa. Trong ngày này đối với những ai cần tham gia thi cử cũng gặp được nhiều may mắn. Bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước khi vào phòng thi và giữ vững được tinh thần, bình tĩnh bước vào phòng thi. Hãy tin rằng mình không hề thua kiếm bất cứ ai cả. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ 6 này với bạn tử thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất chi là tốt đẹp mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vô cùng là hòa hợp bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn khúc mắc trong cuộc sống với người vợ hoặc là người chồng của mình từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tin tưởng vào năng lực của bản thân mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu thứ 6, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành nhị hợp cho nên với bạn đang thường hay do dự thiếu đi sự quyết đoán do chưa có định hướng rõ ràng trong tương lai nếu như bạn tuổi dậu đang còn băn khoăn bạn có thể tâm sự xin ý kiến lời khuyên của những người đi trước những người đáng tin cậy trong ngày này các mối quan hệ xã giao của bạn bạn luôn đối xử tốt với những người chân thành và chọn cách lờ đi những kẻ đang có ý đồ xấu. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đó là lối sống tích cực mà nhiều người nên học hỏi ở bạn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn đang rất chi là tốt đẹp, mối quan hệ gia đình của bạn tuổi giàu có được sự hòa hợp, bàn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, nửa kia là động lực giúp cho bạn không ngừng tín lên, cho dù trước mắt bạn phải đối diện với muôn vàn khó khăn thách thức như thế nào đi chăng nữa về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy chưa có được định hướng rõ ràng cho tương lai tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa hay trần trừ do dự thiếu đi sự quyết đoán tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ thử tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm những người đi trước tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không ngừng cố gắng tiến lên phía trước về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ sáu ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn Tuất xỉu mùi, cái điều này làm cho bạn đang gặp phải nhiều khó khăn rắc rối trong sự nghiệp của mình. Với bạn tuổi Tuất nếu như bạn là người mắc phải khuyết điểm thì hãy dụng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình và tìm cách để khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy đổ tội cho người khác. Trong ngày này với bà tuổi Tuất á, tránh để tài sản, tiền bạc bị thất thoát, hao hụt thì đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán không nên ký kết những hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay. Cho dù bạn có đang sốt sáng và nuôi tham vọng làm giàu giữa lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần phải bình tĩnh, chờ đợi thời cơ thích hợp với mình bên cạnh đó vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng bạn mệnh cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe cũng như là chế độ ăn uống của mình tránh tham công tiếc việc làm việc quá sức nghỉ ngơi không đúng giờ giấc hay là thức quá khuya cái điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn cũng như là bệnh về xương khớp dạ dày thần kinh vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa công việc vướng phải nhiều rắc rối từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên đổ trách nhiệm cho người khác từ vi tuổi mậu tuất uh, thuộc mệnh mộc tránh ký kết những hợp đồng quan trọng từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim chờ đợi thời cơ thích hợp với mình từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chú ý hơn tới vấn đề tình hình sức khỏe của bản thân Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vị tuổi hợi thứ 6 ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này làm cho những bạn đang còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận với mình đang có ý đồ không lành mạnh. Với bạn tuổi Hợi, dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, nhưng bạn cũng không nên lấy đó làm niềm vui, hãy giữ khoảng cách thích hợp với họ. Còn đối với những bạn đã có gia đình rồi thì cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính của riêng mình. Muốn xây dựng được gia đình hạnh phúc, vợ chồng cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa, không nên ích kỷ, chỉ biết cho riêng mình. Và trong ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, có thể bản mệnh sẽ phải đối đầu với những kẻ tiểu nhân hoặc là những người có quyền chức trong xã hội bản mệnh tuổi hợi cần phải có cách ứng sự khéo léo chứ không nên nóng nảy, sẵn sàng gây hấn với những người khác. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có ý đồ không lành mạnh. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, quan tâm nhiều hơn tới nửa kia. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim không nên tham gia tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chuẩn bị tinh thần đối đầu với kẻ tiểu nhân. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tít like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.